Ví dụ số 1. Chúng ta cùng đọc đề. Hãy ghép các quá trình ghi bên trái với các quá trình với các phương trình tương ứng của bên phải. Ở đây chúng ta có 4 quá trình với các phương trình A, B, C, D. Rồi, thầy ghép thôi đúng không nhỉ? Quá trình đẳng nhiệt. Đẳng nhiệt là nhiệt độ không đổi. Như vậy, chúng ta nhớ là nhìn sơ qua đây là ghép các phương trình với nhau. Vậy thì trước khi mà chúng ta làm, chúng ta phải nhớ được cho thầy cái phương trình trạng thái khí lý tưởng. Nhớ thầy nhé. Phương trình trạng thái khí lý tưởng. Phương trình trạng thái khí lý tưởng đó là tích P nhân V chia T, đó là hằng số. Vậy thì khi mà chúng ta quan tâm tới chữ đẳng, đẳng nhiệt, đẳng tích hay đẳng áp thì có nghĩa là khuyết thằng đó gọi là đẳng. Ok chưa? Nó không đổi mà. Ok chưa? Thế thì ta sẽ có kết quả như sau. Thứ nhất, đẳng nhiệt tức là nhiệt độ sẽ không thay đổi, tức là thiếu thằng T. Nhìn bốn thằng là thiếu T, ta nhận A 1 với C. Đó. Hai, đẳng tích. Đẳng tích tức là thiếu V. Đó. Nhìn bốn thằng là thiếu V, mình nhận A, đúng nhỉ? 2 A. Quá trình đẳng áp, áp suất sẽ không đổi. Vậy thì thằng nào thiếu thì sẽ ứng với nó, đúng nhỉ? Như vậy 3 sẽ B. Và đương nhiên 4 thì sẽ là ứng với D. Quá trình bất kỳ tích P1 V1 trên T1 bằng P2 V2 trên T2. Đó, chỉ cần các bạn nắm chắc vấn lý thuyết và theo dõi lý thuyết của thầy thì thầy tin rằng không có gì khó các bạn được, đúng chưa?